nay thì quay trở lại với Tùng Audio Hải Dương. Hôm nay em cùng với các bác sẽ đi trải nghiệm một dòng vang rất là nổi bật. Đây là một trong những dòng sản phẩm vang cơ lai số chất lượng tốt, thứ hai là đẳng cấp và thứ ba là giá thành vô cùng tốt dành cho anh em và các bác có thể tham khảo. Xin giới thiệu các bác DB Acoustic KM330 Pro. Đấy, một dòng sản phẩm vang cơ lai số. Ở thời điểm ngày xưa, những thế hệ đời đầu từ thập niên 70 cho đến 90 thì chỉ có hai dòng vang cơ bản, đó chính là vang cơ và vang số. Thì về phần vang số thì người ta phải chỉnh cũng như là cài đặt ở trên phần mềm. Và vang cơ thì nó lại không có được nhiều tính năng hay và nổi trội như là tăng chất âm cũng như là lọc tiếng. Thế nên là DB Acoustic đã kết hợp giữa hai dòng vang cơ và vang số để tạo lên một con DB Acoustic KM330 Pro vang cơ lai số dành cho các bác và anh em. Dễ sử dụng, dễ thuận tiện trong cách các bác chỉnh, điều chỉnh hết bằng cơ các bác nhé. Đấy, đây là DB Acoustic KM330 Pro vang cơ lai số. Con này thì được tích hợp đầy đủ các tính năng cổng quang, UFB và Bluetooth. Đấy. Ngoài ra thì có thêm những cái tính năng đặc biệt của vang số, đó là exciter lâng tiếng này, reverb chỉnh riêng, reverb con này rất là hay, echo vang nhại đầy đủ. Đấy. Thì ngoài ra thì có thêm một cái tính năng, đó chính là FBX chống hú. Chống hú của hãng cực kỳ tốt, cực kỳ chất lượng các bác nhé. Đây là một dòng sản phẩm rất là hay. Thứ hai là về cái giao diện của em nó rất là đẹp. Ngoài ra nội thất của em nó được thêm một số những cái con chip cũng như tụ nguồn và bo mạch chỉ có ở trên những cái dòng vang cao cấp các bạn. Đấy, một điểm rất là nổi bật đây, em nghĩ là một điểm cộng của DB Acoustic KM330 Pro. Đấy, con này thì có cái tính năng rất là hay, đó là reverb chỉnh riêng. Reverb thì hầu như chỉ có ở trên những cái dòng vang số thôi các bác ạ. Đấy, thì màn hình điện tử 4K các bác này. Màn hình điện tử 4K hiển thị đầy đủ các thông số khi các bác sử dụng. Các bác điều chỉnh ở bên những cái tính năng này thì nó sẽ hiển thị ngay ở trên cái màn hình 4K các bác có thể nhìn thấy. Đấy, rất là dễ điều chỉnh khi các bác nhận hàng được thêm một cái bút chỉnh để các bác tùy chỉnh theo cái chất âm của mình cũng như là theo cái chế độ các bác lựa chọn để làm sao để hát một cách hay nhất và phù hợp với cái chất giọng của các bác nhé. Đấy, dòng vang này thì bên em bảo hành cho các bác 12 tháng. Đây là dòng sản phẩm chính hãng, các bác nhận hàng có thể check hàng thoải mái, thậm chí những bác thợ có thể mở ruột này, kiểm tra hàng chính hãng hay không. Đấy, bên Tùng Audio sẽ hoàn tiền 100% nếu như nhận hàng mà không phải hàng chính hãng được chưa. Hôm nay em sẽ test cho các bác một chút về cái chất âm của cái con DB Acoustic KM330 Pro đẳng cấp của đẳng cấp. Ở đây em đang sử dụng đó là một cái con mic bãi, một con mic bãi thôi. Cái con này thì bên em mới nhận được của một bác khách hàng. Thế là nếu các bác có nhu cầu mua cái dòng mic bãi như thế này thì liên hệ đến Tùng Audio Hải Dương nhé. Em đang sử dụng con mic này là Heat Stand. Đấy, dòng mic bãi. Em sẽ test một chút về cái chất âm của cái con DB Acoustic KM330 cho các bác nghe. Alo. Alo, 12567. 112567. Alo. Alo, 12567. Alo. Các bạn thấy không ạ? Vang nhại rất là rõ nét. Thứ hai là về cái chất âm của nó đẩy lên rất là cao. Cái tiếng nghe rất là bay bổng, nghe rất là feel. Đấy. Thì nếu các bác muốn nghe em test qua karaoke thì các bác có thể nhấn xuống dưới phía dưới đường link của mô tả các bác nhé. Em sẽ để một cái link để các bác liên kết sang kênh YouTube test hàng của Tùng Audio Hải Dương. Em sẽ làm một ca khúc hát karaoke các bác nghe để làm sao để các bác cảm nhận được cái chất âm của con này rõ nét hơn. Đấy. Thì cái con này thì bên em sẽ bảo hành cho bác 12 tháng này. Ngoài ra đổi một trong vòng 1 tháng cho các bác và anh em. Anh em muốn mua liên hệ trực tiếp bên Tùng Audio Hải Dương. Bên em sẽ để cho bác mức giá ưu đãi nhất. Và thứ hai là những cái tính năng bảo hành sẽ được thuận tiện nhất trong quá trình các bác sử dụng nhé. Vâng, chào các bác, hẹn gặp lại các bác ở những video tiếp theo của Tùng Audio Hải Dương.